Rồi, xin chào chị và bạn trở lại với Chân Đồng Xe Hơi. Hôm nay thì em quay một chiếc CX-3. Đây là form mới hoàn toàn nhé. Đấy, mình có thể xem nó đứng cạnh CX-5 thì nó cũng không thua khá là nhiều về mặt kích thước. Bản này thì là bản mới ra mắt hoàn toàn từ cuối năm nay. Thực ra là cũng chỉ ra được có vài ngày thôi. So với bản cũ thì nó có một vài phiên bản giá mềm hơn rất là nhiều. Đấy, em sẽ đi luôn từ nội thất nhé. Dòng này thì rẻ nhất sẽ là 524 triệu. Ngoài ra thì sẽ có một bản Deluxe là 554 triệu. Tức là mình lăn bánh thời điểm này mà giảm thuế. Các bác chạy khoảng chục hôm nữa ạ. Thì nó sẽ có giá là dưới 600. Đấy, ngoài ra chúng ta có hai phiên bản cao. Kể cả phiên bản Luxury thì cũng chỉ có mức giá là 589 triệu. Hay là phiên bản Premium thì mức giá là 644 triệu. Tức là với phiên bản bán chạy thì chúng ta sẽ lăn bánh đâu đó vào khoảng tầm 620, và phiên bản cao cấp nhất thì cũng chỉ dưới 700 thôi. Đây, trên phiên bản này thì bên em có đầy đủ như là phanh tay điện tử này, auto hold này, đúng không ạ? Có chế độ lái sport, phím điều khiển commander trên màn hình khá là nhỏ như này. Và thật ra thì cái các bạn nhìn này, cái cột chữ A hay là cái màn hình nó làm cũng khá là nhỏ, nó có cái tầm view quan sát khá là tốt. Ngoài ra thì đây cũng là một xe gầm cao. Đấy, mình có một màn hình A-lock ở giữa và hai màn hình hiển thị thông tin ở hai bên. Đấy, phiên bản này là phiên bản bình thường nhé, bản bản AT. Đấy thì vẫn có cruise control này, có đàm thoại dành tay này. Đấy, ngoài ra thì chúng ta vẫn có đầy đủ những cái tính năng của xe Mazda như là iStop hoặc là tắt bật cảm biến. Đó, thì mình nhìn cái dàn này thì có thể liên hệ đến cái HRV form ngày xưa, đúng không ạ? Dàn điều hòa lệch vào một bên. Tuy nhiên thì với phiên bản này thì cũng hơi tiếc một chút là đây là chúng ta có điều hòa cơ nhé. Mức giá nó khoảng dưới 600 một tí cũng vẫn rất là nhật, đúng không ạ? Tay nắm cửa, à tay điều chỉnh rồi nhưng mà điều hòa vẫn cơ. Cổng kết nối các thứ thì đầy đủ ở đây. Các bác nhìn này, cổng sạc này, cổng hai cổng USB này, nó hơi tối một chút ạ, thì bệ thì tay đấy, rộng rãi thoải mái. Chung là xe nào của Mazda thì cũng rất là ok. Ghế này là ghế da pha nỉ nhá, đó phiên bản thường mà, thì mình có thể bọc da lại để đi thì cái chi phí này cũng không nhiều đó. Thì với một cái tầm tiền vào khoảng dưới 600, mình có một chiếc xe nếu mà đi lại gia đình gầm cao 5 chỗ thì cũng rất là hợp lý thôi. Form này form mới hoàn toàn nhé. Cái form cũ thì nó sẽ đắt hơn một chút. Hàng ghế thứ hai thì với phiên bản thường ấy thì mình sẽ không có cửa gió điều hòa hàng ghế sau đâu ạ. Đó. Đây, mở cốp cho anh chị. Cốp thì tất nhiên là cốp cơ thôi. Bản này thì là bản là vừa tiền mà. Cốp cũng được chia ngăn rồi, cũng khá sâu. Ghế hàng ghế thứ hai thì mình có thể gập, tuy nhiên thì lại không điều chỉnh được cái độ ngả nhé. Đa phần các xe phân khúc gầm cao hạng B này đều vậy. Đấy, lốp dự phòng các thứ đều ở dưới hết ạ. Cốp cơ thôi. Tất nhiên thì trên phiên bản này cũng có trang bị camera lùi rồi. Tuy nhiên thì mình sẽ không có cảm biến sau cho xe. Đó. Tuy nhiên bù lại thì mình cũng có một bộ mâm kích thước khá lớn và được phay cắt rồi. Đây, đây là phần đầu xe. Trên này thì bọn em vẫn được trang bị là đèn bi halogen kèm bóng LED projector. Đấy, chúng ta có thể thấy pha cốt thì vẫn có đèn halogen, đèn sương mù hay xi nhan thì vẫn là đèn bóng đốt. Tất nhiên thì với tầm tiền này thì nó cũng là một option vừa phải, đủ dùng. Đấy, hiện nay thì trả góp mình có thể trả trước vào khoảng 20% giá trị xe và chi phí đăng ký, tức là khoảng 1/3 chiếc xe. Mức giá tối thiểu thì mình có thì chuẩn bị cho em là khoảng 200. Đấy, dưới 200 một chút cũng được.
thì vẫn có xe lăn bánh trên đường với cái mẫu Mazda CX-3 này. Lãi suất thì dao động vào khoảng 7 đến 8% một năm đầu tiên. Chúng ta có thể lựa chọn cái gói vay cố định thời gian vay hoặc là thả nổi tùy theo cái hồ sơ tài chính của mình. Đấy, anh chị có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp giúp em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.